Xin chào các bạn, hôm nay kênh dai sẽ giới thiệu với các bạn một số các nội dung liên quan đến typography hay còn gọi là nghệ thuật đồ họa chữ. Như chúng ta đã biết rằng, typography ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ thị giác rất là đặc biệt, giúp chúng ta có thể kết nối, thể hiện những ý tưởng, cảm xúc và cảm nhận, mang lại cho người xem những cái nhìn tường tận hơn, đa chiều hơn về nghệ thuật cũng như là các con chữ. Những tác phẩm thiết kế sử dụng typography sáng tạo và độc đáo sẽ giúp truyền tải rất nhiều các cái thông điệp mạnh mẽ, đồng thời là truyền tải cảm xúc tới người xem. Trong phần hôm nay, Hugh Design sẽ giới thiệu với các bạn về lịch sử hình thành và phát triển của nghệ thuật đồ họa chữ. Như chúng ta đã biết, typography bắt nguồn từ ngôn ngữ viết. Và ngôn ngữ viết khởi đầu đó chính là những gì còn sót lại của người tiền sử từ những bức tranh hang động tranh khắc đá, chữ tượng hình khác trên đá và những dấu hiệu của người tiền sử để lại rất là đa dạng từ các ký tự tượng trưng tới các ký hiệu trừ tượng Các dấu hiệu chữ viết của người tiền sử đôi khi ở dạng pictogram chữ tượng hình lúc lại là ideogram chữ tượng ý Đây là bảng ký hiệu tượng hình vào khoảng năm 2.500 năm trước công nguyên của người Summer sống ở vùng lưỡng Hà Cổ Đại Họ sử dụng chiếc châm cài đầu có đầu bút nhọn để ấn lên các đất sét tạo thành các nét nhỏ và tạo thành các ký hiệu vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên, chữ tượng hình của người Ai Cập ban đầu cũng là các ký hiệu tượng hình. Sau đó họ chuyển dần trở thành các ký hiệu chữ tượng Ý và sau này đó chính là chữ tượng Thanh. Đồng thời, ở châu Á thì người Trung Hoa cổ đại cũng có phát triển ngôn ngữ viết. Sơ khởi đó chính là các dạng chữ tượng hình sau đó dần dần phát triển thành chữ hình nêm. Trong ảnh đây đó chính là sự tiến hóa so sánh từ chữ tượng hình đến hình dạng trừ tượng trong chữ hình nêm của người Lưỡng Hà, người Ai Cập và người Hán cổ đại trải qua thời gian và khoảng năm 1500 năm trước công nguyên thì người Phoenica cũng có những bảng chữ cái ngữ âm chủ tựa cơ bản gồm 22 ký tự. Và đến khoảng năm 1000 năm trước công nguyên, người Hy Lạp cổ đại đã chấp nhận bảng chữ cái ký tự của người Phoenica và theo thời gian họ sửa bảng chữ cái Phoenica cho phù hợp với tiếng Hy Lạp cổ đại. Sau này chữ viết tay La Mã cổ từ thời trị vì của Claudius vào khoảng 41 đến 54 năm sau công nguyên đã phát triển. Tiếp theo đến khoảng năm 100 năm sau công nguyên, các chữ Ancia của người Hy Lạp cổ đại đã được sáng tạo. Sau đó là khoảng 200 năm sau công nguyên thì chữ phòng Ancia cũng phát triển. Trải qua thời gian, đến thời kỳ Trung Cổ vào khoảng thế kỷ thứ 5 thì con người đã bắt đầu tạo ra các sách minh họa và sách thuyết giảng. Hình thuyết giảng là những hình minh họa và nét hoa văn trang trí cho các bản viết tay nhằm minh họa hoặc giải thích ý nghĩa của những nội dung trong trang này. Vào khoảng năm 789 sau Công nguyên, chữ thường Carolingian đã được tạo ra. Đây chính là khởi nguồn trực tiếp cho các chữ thường rất phổ biến mà chúng ta đã sử dụng ngày nay. Vào khoảng 1.200 năm sau công Nguyên, chữ script loại Blackletter đã ra đời ở châu Âu là chữ thuộc họ script đều đặn, hẹp ngang, góc cạnh, cứng chắc của thời Gothic, đem lại cảm giác khá nặng nề. Vào thế kỷ thứ 14 xuất hiện phong cách chữ script mới tên là White letter. Các chữ này phát triển từ chữ thường Carolingian, có nét mảnh hơn, tròn hơn, ít hoa mỹ hơn so với chữ script loại Blackletter cùng thời. Vào thời kỳ phục hưng ở châu Âu, năm 1470, thì Nicholas Janssen đã tạo ra một tai vây dựa trên chữ script loại grey letter mà người làm nghề tốc ký ở Italia đã sử dụng. Tên tai phê này được gọi là humanist. Năm 1500 sau công nguyên, những tai phê humanist được sử dụng rộng rãi, được gọi là old style, trở thành tiêu chuẩn ở châu Âu và châu Mỹ. Cũng trong thời gian này, thì những tay phây kiểu italic đầu tiên đã xuất hiện. Mục đích của những tay phây này là để mô phỏng chữ viết bản địa của người Italia. Đó là một tay phây riêng biệt và độc lập so với những tay phây trước đó. Đến năm 1557, tay phây script đầu tiên dựa trên kiểu chữ viết tay đã được sáng tạo ra ở Pháp và nó được coi là tay phây nghệ thuật chữ thủ công đầu tiên. Đến thế kỷ thứ 18, thời kỳ này được coi là thời kỳ khai sáng. Kiểu chữ Romain Duroy ra đời được sử dụng lần đầu vào năm 1700. Nó được thiết kế thông qua các công cụ soạn thảo và hệ thống ô lưới toán học. Đến năm 1720, các Typeface Transitation đã phổ biến ở Châu Âu. ở William Scotland là người đã thiết kế các kiểu chữ mang phong cách Old Style và chúng được sử dụng rộng rãi ở Anh sau đó phát triển khắp toàn cầu. Trong giai đoạn năm 1757-1775 là giai đoạn phát triển của các Typeface transitional, trong đó tiêu biểu là John Baskerville của nước Anh, người thiết kế cắt chữ in sách, cải tiến quy trình in và làm giấy. Các thiết kế tay phê của Baskerville đã phát huy xu hướng nâng cao sự tinh tế, cơ giới hóa và tăng cường sự tương phản giữa các nét chữ năm 1727 hệ thống đo lường kích cỡ chữ chuẩn hóa hình thành bởi Pierre Simon và được cải tiến bởi Francois Ambroise. Sau đó hệ thống kích thước point của Trac đã nhanh chóng được phổ biến ở châu Âu. Trải qua thời gian, thời kỳ cách mạng công nghiệp bùng nổ cũng chính là thời kỳ cơ giới hóa và công nghiệp phát triển mang lại sự cách tân trong nghệ thuật thiết kế. Và đây chính là thời kỳ chính thức cũng như là bắt đầu phát triển của nghệ thuật typography. QDesign sẽ chia lịch sử phát triển của typography thành 4 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó là thời kỳ kết mạng công nghiệp, giai đoạn thứ hai là thời kỳ hiện đại, giai đoạn 3 là thời kỳ kết mạng thông tin và giai đoạn 4 chính là thời kỳ kết mạng kỹ thuật số. Đến năm 1784, đây chính là thời điểm đánh dấu rất nhiều các typeface modern dạng hiện đại đã ra đời. Cũng trong giai đoạn này công nghệ in phát triển, rất nhiều các sản phẩm thiết kế quảng cáo đã được in bằng công nghệ in thạch bàn vào khoảng thế kỷ thứ 19-20 và sản phẩm in đã không dừng lại ở việc là in trên giấy mà còn in trên nhiều chất liệu khác, ví dụ như là hộp thiếc. Những thập niên 1810 đến 1816 đã ra đời nhiều tay phê display hay còn gọi là tay decorative Do sự bùng nổ phát triển mạnh của ngành quảng cáo, mục đích của các tay phê này để làm cho các sản phẩm quảng cáo nổi bật hơn với đối thủ cạnh tranh. Một số các tay phê tiêu biểu, ví dụ như là các dạng nổi khối, dạng Egyptian. Bên cạnh đó thì còn có một số các tay phê khác nữa, ví dụ như là dạng tay phê sans serif. Cũng trong giai đoạn này, sự bùng nổ của ngành quảng cáo với rất nhiều các phát minh trong ngành công nghiệp in ấn thiết kế sự phát triển của các tay phê mới chính là bước đệm cho sự hình thành và phát triển của nghệ thuật đồ họa chữ typography. Những tiến bộ của công nghệ trong in ấn và quảng cáo giúp những nhà quảng cáo sáng tạo ra nhiều phong cách thiết kế mới. Một số các phong cách thiết kế tiêu biểu trong typography ví dụ như là năm 1830, phong cách thiết kế Victoria. Giai đoạn này, các nhà sản xuất quảng cáo không được đào tạo về nghệ thuật thiết kế nên họ đã áp dụng những trào lưu phong cách hoa Mỹ trong quá khứ. Ví dụ như là Gothic, Baroque, Rococo, các hình ảnh được thiết kế kết hợp lộn xộn với chữ, không quan tâm gì đến mối quan hệ giữa hình thức và nội dung. Đến những năm 1867, phong cách thiết kế ukiyo đó là những hình ảnh với các nét hội họa và các vùng màu, vùng họa tiết bằng phẳng. Văn bản cũng được lồng ghép vào hình ảnh bằng cách đóng dấu, in khuôn gỗ hoặc viết trực tiếp vào không gian chứa ảnh theo lối thư pháp bằng tay. Sự năng động trong việc tích hợp các chữ với hình ảnh của phong cách này đã được các nghệ sĩ phương Tây nghiên cứu và học theo. Vào khoảng năm 1875, William Morris đã sáng lập phong trào, trào lưu nghệ thuật thủ công, trong đó bao gồm có cả nghệ thuật thủ công và typography. Đến những năm 1882, Nghiệp hội Thế kỷ được thành lập mục đích nâng cao vị thế của nghệ thuật trang trí lên tầm mỹ thuật. Năm 1884, tạp chí mỹ thuật thị giác Hobby Horse được xuất bản số đầu tiên. Vào khoảng năm 1883, các nhà thiết kế đã hưởng ứng chủ đề thiên nhiên theo phong cách trang trí. Các nhà thiết kế cũng chịu ảnh hưởng của phong cách ukiyo của Nhật Bản. Cụ thể, ở đây ảnh hưởng đó chính là sự mượn bố cục bất đối xứng, các đường nét hội họa, các đường cong hữu cơ, từ đó có sự tự do trong việc tích hợp chữ và hình ảnh. Trong trào lưu nghệ thuật mới thì chữ được các nhà thiết kế trình bày một cách rất sống động. Ở đây các ký tự được mô phỏng theo dạng dây leo gân quốc, xương sống thẳng đứng trông rất bắt mắt và tạo cảm giác chuyển động thị giác. Đến như năm 1890, những tấm poster đầu tiên xuất hiện với các thành phần được tối giản, chỉ chứa những gì quan trọng nhất nhằm tạo ra ấn tượng đặc trưng. Đây được gọi là phong cách đồ họa trực tiếp. Phong cách đồ họa trực tiếp và rõ ràng này chính là tiền đề cho phong cách poster quảng cáo cực phổ biến ở Đức và sau này. Vào khoảng những năm 1890 thì các biến thể vùng miền của trào lưu nghệ thuật mới đã phát triển khắp châu Âu, ví dụ như ở Đức có trào lưu Jean Destin. Sự kết hợp các đường gân quốc của trào lưu nghệ thuật mới với sự chính xác của người Đức đã tạo nên các kiểu chữ, các layout rất là đặc biệt. Ở Scotland thì các nhà thiết kế theo phong cách Glasgow đã sử dụng các hình dạng tuyến tính cùng với sự cân bằng đối xứng kết hợp với những hình dạng hữu cơ cong nhẹ nhàng và chủ đề thực vật. Ở Áo thì các nhà thiết kế theo trào lưu ly khai thành viên đã sử dụng những hình ảnh hình dạng hữu cơ bằng phẳng và khuôn mẫu để tạo ra các layout hữu cơ nhấn mạnh sự cân bằng hài hòa. Và sự biến thể vùng miền của trào lưu nghệ thuật mới không những chỉ phát triển ở châu Âu mà còn phát triển cả ở châu Mỹ. Cụ thể đây chính là một poster ở châu Mỹ cũng trong giai đoạn này được thiết kế vào khoảng năm 1894. Sử dụng các cách phối màu, các mảng màu phẳng rất đơn giản và các đường cong nhẹ nhàng, uốn lượn. Đến năm 1891, William Morris thành lập xưởng in tư nhân chuyên in và thiết kế các ấn phẩm sách cao cấp, chất lượng cao. Trong đó, Morris sử dụng các tay phê mới được thiết kế riêng cho sách. Cuốn sách đầu tiên sử dụng Typeface Sans Serif làm văn bản nội dung của Peter Behan, Đức vào năm 1900. Nửa đầu thế kỷ 20 có rất nhiều phong cách nghệ thuật và trào lưu thiết kế mới ra đời, thể hiện sự đa dạng hiện đại hướng tới việc phục vụ đại chúng. Với phong trào xu hướng đó là loại bỏ những trang trí cầu kỳ, sử dụng ngôn ngữ thị giác đặc trưng đơn giản, các thông điệp ngắn gọn xúc tích được truyền tải thông qua những hình ảnh hình dạng đơn giản, trực tiếp kết hợp với các Typeface dạng sans-serif ở mức độ rõ ràng cao. Cụ thể đây là một ví dụ cho trào lưu của thời kỳ hiện đại, đó chính là loại bỏ những xu hướng trang trí cầu kỳ, thay vào đó là ngôn ngữ thị giác rất đơn giản, cô động và xúc tích, ấn tượng. Đến năm 1906 thì các poster nghệ thuật thuyên truyền đã ra đời và phát triển rất là mạnh mẽ. Một số các nghệ sĩ sáng tác poster có tầm ảnh hưởng lớn, ví dụ như là Louis Hohen của Đức, với các đề tài trực tiếp các cách điệu với các văn bản đậm, xúc tích, nổi bật trên nền phẳng, đã tạo thành công và giúp biến đổi poster trở thành vật được sưu tầm và trưng bày với mục đích mỹ thuật. Đến năm 1909, năm 1922, đây chính là giai đoạn mà thiết kế typography thuộc trường phái vị lai và Dada phát triển mạnh. Ở trường phái vị lai và Dada đã sử dụng chữ theo nhiều cách thức mới thú vị, phi truyền thống phá vỡ nhiều quy tắc. Trường phái này không quan tâm tới tính rõ ràng của chữ, cũng không ràng buộc với ngữ pháp mà chữ được sắp xếp với nhiều kích cỡ, vị trí, màu sắc trồng chéo, cắt ghép, xoay hướng nhằm diễn tả cảm xúc hơn là nội dung. Đây là một ví dụ bìa sách mang phong cách thiết kế vị lai, được thiết kế vào năm 1919. Tiếp theo đó thì phong trào Dostin đã phát triển. Phong trào Dostin đã tạo ra nghệ thuật hình học trừu tượng thuần khiết, bao gồm các hình phẳng có màu cơ sở, đen trắng, bằng phẳng được bố trí ngang dọc có trật tự. Chữ tiên được thiết lập với cấu trúc ngang dọc vững chắc, chủ yếu sử dụng các tay phê sans serif vuông vắn. Năm 1918, chủ nghĩa kiến tạo ra đời, đây là một phong trào nghệ thuật và thiết kế mang hơi hướng chính trị xuất hiện dựa trên việc sử dụng các dạng hình học, các đường gạch đậm và văn bản được đặt theo các góc vuông. Phong cách mỹ thuật đơn giản này chính là sự chuyển biến lớn so với thị hiếu sang trọng lộng lẫy của hoàng gia nga, đồng thời thể hiện tầm nhìn về trật tự xã hội mới. Chủ nghĩa kiến tạo dựa trên việc sử dụng các dạng hình học, Typeface Sans Serif, nguyên lý của sự cân bằng bất đối xứng bằng phương pháp ghép ảnh và các bảng màu cơ sở. Năm 1919 thì Erlitsky đã truyền bá cái chủ nghĩa kiến tạo. Đến năm 1919, chủ nghĩa kiến tạo đã ra đời do Erlitsky là người sáng lập và truyền bá. Có thể nói cách sử dụng chữ sáng tạo, tân tiến với các cấu trúc ô lưới, layout bất đối xứng, chữ sans serif và các đường gạch đậm đã để lại sức ảnh hưởng rất lớn vào thời bấy giờ. Cũng trong giai đoạn này thì phong trào thiết kế Bauhaus ở Đức đã ra đời và phát triển rất là mạnh mẽ. Bauhaus vốn là một trường học chuyên đào tạo về thiết kế và nghệ thuật. Trường học Bauhaus là nơi đã tổ chức mô hình sư phạm dựa trên các phân xưởng nghệ thuật thủ công của William Morris. Ở đây thì mối quan hệ giữa giảng viên và học viên gần như là mối quan hệ giữa thợ cả và người học việc. Học viên được làm việc trong các phân xưởng thay vì studio, tính thẩm mỹ và tính ứng dụng được đặt lên ngang hàng. Dưới sự dìu dắt của các nghệ sĩ tiên phong ở trường Bauhaus thì các học viên của trường đã tạo ra những tác phẩm bất đối xứng hình học bao gồm các typeface sans serif, nhiếp ảnh, ghép ảnh và truyền tải những thông điệp rõ ràng trực tiếp. Đây là một ví dụ về phong cách thiết kế poster thuộc phong trào Bauhaus với các hình mảng rất cơ bản, cách sắp xếp bất đối xứng, đồng thời là sử dụng các màu sắc cơ bản có sự tư phản mạnh. Năm 1925 Herbert Bayer đã tạo ra tay có tên là Universal có dạng hình học và không có serif. Tay này có ảnh hưởng sâu sắc tới phương pháp luận thông thường về sắp xếp và bố cục trang. Tiếp theo đó chính là thời kỳ cách mạng thông tin vào khoảng thập niên 1925 cho đến 1970. Ở thời kỳ cách mạng thông tin này thì công nghệ phát triển sự gia tăng của các thông điệp quảng cáo, chính trị xã hội thông qua các sóng phát thanh, điện thoại sau là mạng máy tính, vệ tinh, vân vân Nghệ thuật thiết kế typography cũng được phát triển theo nhiều phong cách mới đa dạng, phá cách và sáng tạo, vượt ra ngoài những khuôn khổ truyền thống quen thuộc mà chúng ta thường thấy. Giai đoạn này không thể không nhắc đến phong cách Art Deco hay còn gọi là nghệ thuật trang trí được phát triển ở Paris. Với các dạng hình học được đơn giản hóa, các thiết kế Art Deco truyền tải một hình ảnh say đắm, sung túc, tô điểm cho thế giới tiêu dùng bằng những họa tiết và hoa văn hình học đẹp lạ kỳ, mang phong cách Ai Cập, Á Đông hoặc Aztec những typeface layout cuốn hút ấn tượng được tạo ra bằng cách sử dụng sự tương phản mạnh mẽ vừa giữa các hình dạng dày và mảnh, sáng và tối, thẳng và cong. Ở trong giai đoạn này thì rất nhiều các phông display trang nhã và sang trọng mang phong cách Art Deco được thiết kế và khôi phục dưới dạng kỹ thuật số. Năm 1928 đó là sự khởi đầu của phong trào Isotype ở giai đoạn này thì các pictograph nghĩa là chữ vẽ hình rất hữu dụng và dễ hiểu được thiết kế dùng trên các biển báo đồ thị và biểu đồ nhằm mô tả dữ liệu thống kê. Phong cách typography quốc tế năm 1945 được hai cựu sinh viên của trường Bauhaus phát triển và dựa trên các thiết kế trừu tượng và typeface sans serif. Đặc điểm typeface của phong cách typography quốc tế đó chính là những typeface sans serif dựa trên các dạng hình học cơ bản, thể hiện tính khách quan và điềm tĩnh. Phong cách này đã thống trị nước Mỹ và châu Âu suốt thập niên 1950. Phong cách American Corporate năm 1945 với các layout đơn giản, uyển chuyển văn bản truyền tải thông điệp trực tiếp, các layout trực tiếp gần gũi bằng cách thiết kế các văn bản và hình ảnh, với các kỹ thuật như cắt dán, chơi chữ, bóp méo, minh họa, như ảnh, vân vân. Cũng trong giai đoạn này, năm 1949 thì máy sắp chữ trên phim kỹ thuật số đã ra đời, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số có tên là Photon Lumitide. Với công nghệ máy sắp chữ phát triển như này đã thiết lập một lối sắp chữ mới theo hướng tạo hình ảnh kỹ thuật số. Thế tuy nhiên phải đến hàng thập kỷ sau đó thì sự tiến hóa này mới thực sự được diễn ra và áp dụng. Suốt thập niên 1950, typography tượng trưng đã phát triển với các đặc điểm tích hợp nhiều chữ và hình ảnh mới chữ mang tính tượng trưng và gợi hình ảnh, chữ trở thành lời nói và ngược lại. Tiến bộ về công nghệ sắp chữ hình ảnh đã biến những khả năng sáng tạo mới trong việc xếp chồng chữ, sắp xếp các cỡ chữ rất là phong phú. Năm 1954, đó là giai đoạn của phong cách phục hưng và chết chung. Phong cách phục hưng sử dụng các tay phây lỗi thời, còn phong cách chết chung thì lại đề cập tới một phương pháp kết hợp những tay phây tổ hợp trong thiết kế. Cho đến thập niên 1960 thì chúng ta rất dễ bắt gặp các thiết kế chứa nhiều loại tay phê khác nhau. Đó chính là đặc điểm của phong cách phục hưng và chiết chung. Những phong cách thiết kế này đã thay đổi mạnh mẽ cách sử dụng chữ, đem đến vẻ ngẫu hứng, tự nhiên, đa dạng và năng động. Năm 1966, nghệ thuật ảo giác phát triển với những sự kết hợp màu sắc rực rỡ giống như ảo giác. Các chữ được sắp xếp uốn lượn, cuộn xoáy mạnh mẽ thường kết hợp với những hình vẽ phức tạp và những bức ảnh chụp mang tính thử thách thị giác. Chữ ảo giác này được đón nhận ở giai đoạn đó, thì tuy nhiên vì tính rõ ràng không cao nên chúng ít được biết đến và rất ít phổ biến. Tiếp theo, đó chính là thời kỳ cách mạng kỹ thuật số, thời kỳ thứ tư. Giai đoạn này là sự bùng nổ ra đời của những máy tính cá nhân trên thế giới. Sự tiến bộ của công nghệ, máy tính đã giúp cho chất lượng độ phân giải cũng như là in ấn trở nên dễ dàng hơn, đồng thời việc sử dụng chữ ngày càng gia tăng. Rất nhiều phong được thiết kế mới với chất lượng chuyên nghiệp. Những nhà thiết kế có thể đa năng trong nhiều vai trò, vừa là thiết kế vừa biên tập cũng như là in ấn. Sự bùng nổ đột phá trong việc thiết kế chữ và phông. Bên cạnh đó thì rất nhiều phông mới được sáng tạo ra, trở nên dư thừa và chất lượng không được tốt. Năm 1938, Susan Kay đã thiết kế những hệ phông đầu tiên đạt được tính rõ ràng cao khi hiển thị trên màn hình máy tính, khi được in ra với độ phân giải thấp của một chiếc máy in ma trận điểm. Loại phông này đã mở ra hướng đi mới cho các nhà thiết kế. Hãng Adobe đã ban hành những định dạng phông mới đầu tiên, đó chính là PostScript vào khoảng năm 1984, rồi tới Apple đã ban hành định dạng TrueType vào năm 1991, giúp cho các phông chữ tương thích được trên nhiều thiết bị công nghệ hơn. Sự bùng nổ về phát triển phông đã diễn ra năm 1996. Và giai đoạn này thì Adobe và Microsoft đã cộng tác để đưa ra một định dạng phông mới gọi là phông OpenType, tích hợp tất cả các ưu điểm của TrueType và PostScript. Năm 1976, trào lưu phông ra đời. Trào lưu này loại bỏ các quy tắc typography hiện hành nhằm ủng hộ sự thể hiện tư tưởng tự do của trào lưu đã mở đường cho nhiều thiết kế chính thống sau này. Năm 1976 cũng là sự ra đời của trào lưu New Wave. Trào lưu New Wave đề cao tính trực giác và sự vui nhộn. Thông qua việc thay đổi các độ đậm nhạt của đường nét, cho từ ở giữa kéo dài và loại bỏ khoảng lùi đầu dòng của các đoạn văn, cũng như thử nghiệm các phương án à letter spacing khác nhau. Cho đến giai đoạn năm 1985-1986 thì phong cách bản địa ra đời. Phong cách thiết kế bản địa xuất hiện ở Mỹ, sử dụng những dấu hiệu cùng các biểu tượng thị giác quen thuộc từ lịch sử văn hóa đại chúng nhằm thu hút khán giả thông qua một tinh thần trải nghiệm và hòa nhập chung. Từ các yếu tố quảng cáo với những cháo ngữ, các thiết kế bao bì hào nhoáng cho tới các phong cách hiện đại và lỗi thời từ đầu thế kỷ đều được tái sử dụng nhằm tạo ra một ngôn ngữ thị giác hài hước mới, tôn vinh nghệ thuật dân gian ở tầm mức tri thức thấp. Năm 1986 thì phong cách thiết kế Rave cũng phát triển. Phong cách này còn được gọi là phong cách siêu thực tràn đầy năng lượng. Các thiết kế của Rave kết hợp phone không gian, phone outline và các phone bitmap vị lai tạo ra những khung cảnh huyền ảo siêu thực dựa trên các ngôn ngữ thị giác trẻ trung của các video game, truyện tranh và hiện thực ảo năm 1990 thì trào lưu giải cấu trúc ra đời, trở thành một phần của ngôn ngữ thị giác chính thống. Vai trò của nhà thiết kế và người xem được định nghĩa lại do những người làm trong ngành công nghiệp thiết kế bắt đầu quan tâm tới vai trò chủ động của khán giả trong việc lựa chọn và giải mã các thông điệp dựa trên hệ tư tưởng riêng của họ. Đây cũng là một trào lưu mới vào khoảng năm 1990. Bên cạnh đó thì năm 1990 cũng là sự phát triển và đánh dấu cái sự hình thành của phong trào Wang Phong trào thiết kế Quang đã phát triển từ thẩm mỹ học lộn thuộm với bối cảnh âm nhạc tại thành phố Chitro vào khoảng năm 1990. Các thiết kế của Quang đã mở rộng kiểu trang trí với phong cách giải cấu trúc bằng cách sử dụng chữ và hình ảnh phai nhòa, tan rã, lộn xộn trong các layout hỗn loạn, đa tầng, xúc cảm. Các phong cách thiết kế mới thời kỳ này chính là sự kế thừa và phát triển của thời kỳ trước, thể hiện sự tràn đầy năng lượng rõ ràng, tính hình học của các trào lưu phong cách thiết kế hiện đại trước đó. Sự ra đời của truyền hình cáp, trò chơi, video đã tạo ra những thế hệ nhà thiết kế mới khác nhau với những phong cách táo bạo, cá tính, đầy năng lượng. Trên đây, Hugh Design đã giới thiệu với các bạn nội dung cơ bản của sự hình thành và phát triển của nghệ thuật typography, hay còn gọi là lịch sử của typography. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.